Daikyo-san, dòng sản phẩm cao cấp. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ Bảy ngày 31 tháng 7. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đã có nhiều địa phương quyết định kéo dài thời gian giãn cách theo chỉ thị 16. Xử phạt người chồng ở Cần Thơ xé biên bản trước mặt tổ công tác khi vợ ra đường không có lý do chính đáng. Rau quả tươi ngon từ ruộng rẫy, hái xong chở thẳng đến nhà cho các bà nội trợ. Xe container ủi trụ điện, nhiều hộ dân ở quận 7 bị mất điện trong đêm. Đồng Tháp tự sản xuất dung dịch môi trường dùng trong lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Một số nước đang thử nghiệm và sẽ sớm có vaccine ngừa COVID-19 dạng xịt mũi. Sau đây là thông tin chi tiết về các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 31 tháng 7. Ngày 31 tháng 7, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Sở Y tế thành phố đã theo dõi diễn tập phương án tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 tại khu thu dung và điều trị đặt tại trường tiểu học Bình Hòa, đường Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh. Khu thu dung và điều trị này có quy mô 200 giường với 20 họng thở oxy trung tâm để cung cấp cho các bệnh nhân chuyển nặng. F0 được đưa đến khu Bình Hòa sẽ được hỗ trợ điều trị trước khi đưa lên tuyến trên. Nhân lực phục vụ khu thu dung điều trị Bình Hòa sẽ được điều động từ bệnh viện quận Bình Thạnh cùng một số tình nguyện viên là y bác sĩ, sinh viên y khoa. Bên cạnh đó, lực lượng điều phối còn có 20 xe của đội phản ứng nhanh từ 20 phường trên địa bàn quận. Dự kiến khu thu dung và điều trị này sẽ bắt đầu tiếp nhận F0 từ ngày mai 1 tháng 8. Đến ngày 1 tháng 8, nhiều tỉnh thành phố phía Nam sẽ hết thời hạn giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Nhưng do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên đến chiều nay đã có nhiều địa phương quyết định kéo dài thời gian giãn cách. Ngày 31 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã có quyết định kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 7 ngày. Cùng ngày, Đồng Tháp cũng cho biết sẽ giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 2 tháng 8. Sáng cùng ngày, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, tại cuộc họp giao ban chiều ngày 30 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này đã thống nhất sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên địa bàn tỉnh thêm 14 ngày kể từ ngày 2 tháng 8. Theo ông Bửu, tinh thần của lãnh đạo tỉnh là trong 14 ngày giãn cách tiếp theo sẽ là thời gian để các địa phương tiếp tục tận dụng tìm ra tất cả các F0 trong cộng đồng. Tỉnh Đồng Nai cũng quyết định tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo chỉ thị 16 thêm 15 ngày. Thời gian áp dụng từ 0 giờ ngày 2 tháng 8. Người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo không ra đường từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Trước đó, Đồng Nai áp dụng giãn cách toàn xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ từ 0 giờ ngày 9 tháng 7. Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục ban hành quyết định kéo dài giãn cách đến hết ngày 1 tháng 8. Thông tin cập nhật chưa đầy đủ, đến cuối giờ chiều nay, ngoài 3 tỉnh Bạc Liêu, Đồng Tháp và Đồng Nai thì đã có thêm số địa phương như thành phố Cần Thơ, An Giang, Long An, Bến Tre sẽ tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đến ngày 15 tháng 8. Trong khi đó, các tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau và Bình Phước sẽ kéo dài giãn cách thêm 7 ngày kể từ 2 tháng 8. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hôm nay 31 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 1063 trên CD-TTG về phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã ban hành trong thời gian qua. Các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm, chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn, phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương. Tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay với các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm, ai ở đâu, ở đấy. Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31 tháng 7 năm 2021 tới khi hết giãn cách, trừ những trường hợp được chính quyền cho phép. Tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 14 ngày đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 969 trên TTG-KG-VX ngày 17 tháng 7 năm 2021. Những tỉnh sau một thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nếu đã kiểm soát được dịch bệnh, có thể nới lỏng giãn cách theo từng khu vực trong nội bộ tỉnh. Đối với khu vực liên tỉnh thì phải có thỏa thuận, thống nhất với các tỉnh liên quan và phải báo cáo tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 trước khi quyết định. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp,
để tránh tình trạng người dân tự về quê bằng xe cá nhân không đảm bảo yêu cầu về kiểm soát phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khi có nhu cầu thì gửi kế hoạch tổ chức đưa người dân đang cư trú tại thành phố trở về địa phương để thành phố cùng phối hợp thực hiện. Thành phố đề nghị các địa phương chỉ định cơ quan, tổ chức trực thuộc hoặc hội đồng hương tại thành phố Hồ Chí Minh làm đầu mối tiếp nhận đăng ký theo yêu cầu, đối tượng phù hợp với kế hoạch tổ chức của các tỉnh thành. Đồng thời, tổ chức xét nghiệm, thông báo số lượng, địa điểm và thời gian vận chuyển, phối hợp với các đơn vị vận chuyển hàng không, đường bộ, đường sắt để đưa người dân về quê và tổ chức tiếp nhận người dân và quản lý theo quy định. Nhiều địa phương ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đang có mô hình trao tặng nông sản cho người dân. Các loại rau quả tươi ngon vừa hái từ ruộng rẫy được đưa lên xe tải chở thẳng đến nhà cho các bà nội trợ. Từ khi tỉnh Đồng Tháp thực hiện chỉ thị số 16, các xã Cù Lao, Long Khánh A, Long Khánh B, huyện Hồng Ngự đã triển khai nhiều mô hình trao tặng miễn phí các mặt hàng nông sản thiết yếu cho người dân. Đây hoàn toàn là những mặt hàng nông sản được sản xuất tại chỗ. Hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nông dân, hội cựu chiến binh làm vai trò kết nối để đưa sản phẩm này đến với mọi người dân, nhất là hộ nghèo, hộ khó khăn. Bà con được tiếp cận thực phẩm hàng ngày và hạn chế ra đường khi không thực sự cần thiết. Những ngày này, hàng chục tấn nông sản từ đồng ruộng đã được trao đi và chia sẻ với người dân. Tinh thần thiện nguyện này giúp mọi người có thêm niềm tin để vượt qua đại dịch. Những ngày qua, tại chốt kiểm soát dịch Trung Mỹ, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, đoạn giáp ranh huyện Thuận Nam, lực lượng chức năng đã kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ nước uống, táo, khoai lang luộc để cán bộ chiến sĩ trực tại chốt phát tận tay người dân đang trên đường về quê tránh dịch. Ngoài chốt kiểm soát dịch Trung Mỹ, thì tại chốt kiểm dịch tại cầu Đạo Long 2, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, những ngày qua cũng tổ chức phát các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân đang trên đường về quê. Trong khó khăn, tình người càng thêm ấm áp với những nghĩa cử cao đẹp, tinh thần nhường cơm sẻ áo, đùm bọc lẫn nhau như tiếp thêm năng lượng để cùng chung sức vượt qua dịch bệnh. Từ ngày 22 tháng 7, trung bình mỗi ngày, Đồng Tháp sản xuất 12 lít dung dịch môi trường dùng trong lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, tương đương 2.400 đến 4.000 ống loại 5ml và 3ml. Trong tình huống dịch phức tạp, nguồn cung sinh phẩm khan hiếm thì việc tự sản xuất dung dịch rất có ý nghĩa vì vừa chủ động nguồn vật tư, vừa tiết kiệm thời gian. Ống môi trường được sử dụng khi lấy mẫu tầm soát virus nCoV và nhiều loại virus khác. Cụ thể, sau khi dùng tăm bông lấy dịch mũi sẽ đưa vào ống môi trường. Nếu có virus nCoV, hóa chất trong ống có chức năng bảo quản virus đến khi được đưa vào máy xét nghiệm hoặc kit test nhanh. Được biết, quy trình sản xuất ống môi trường cho tỉnh Đồng Tháp do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang đã chuyển giao và hỗ trợ một phần sinh phẩm, hóa chất phục vụ sản xuất. Chuyển sang những tin tức an ninh trật tự, ngày 31 tháng 7, cơ quan chức năng của quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt 2,5 triệu đồng đối với người đàn ông ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều về hành vi xé biên bản xử lý vợ mình ra đường không có lý do chính đáng. Hôm năm tôi cho 5-700 hành quà là phường anh mà anh nói như vậy là tôi nói thẳng anh là tôi xích phát bệnh viện. Trước đó khoảng 9 giờ ngày 23 tháng 7, tổ tuần tra xử lý vi phạm hành chính phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực phường Xuân Khánh đã xử lý một phụ nữ ra đường với lý do không chính đáng với số tiền là 2 triệu đồng. Đến khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày, ông C là chồng của người phụ nữ mang theo biên bản xử phạt đến địa điểm tổ công tác đang làm nhiệm vụ, thắc mắc về hành vi vi phạm của vợ mình. Tổ công tác giải thích lý do xử phạt, nhưng ông C đã lớn tiếng rồi xé biên bản vi phạm hành chính tại địa điểm tổ công tác đang làm nhiệm vụ rồi lên xe bỏ đi. Sau khi đi khoảng 15 phút, ông C quay lại nói vợ tôi đã đóng phạt rồi và lên xe đi. Sau khi bị lực lượng chức năng mời lên làm việc, ông C thừa nhận phát ngôn và hành động xé biên bản là sai và xin rút kinh nghiệm. Trong khi đó, sáng ngày 31 tháng 7, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, người phụ nữ gây rối tại chốt kiểm soát dịch trên địa bàn xã đã bị xử phạt hành chính với số tiền 2,5 triệu đồng. Trước đó, ngày 28 tháng 7, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip dài 5 phút ghi lại cảnh người phụ nữ lớn tiếng chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát dịch tại xã Điện Bàn, thị xã Điện Bàn, giáp ranh Quảng Nam và Đà Nẵng. Theo nội dung trong clip, người phụ nữ đi trên xe máy trên đường DT605 từ huyện Hòa Vang để vào Quảng Nam. Khi đến chốt kiểm soát dịch tại xã Điện Hòa, thì lực lượng công an ở đây yêu cầu khai báo y tế, viết rõ lý do đi vào tỉnh này. Tuy nhiên, người này không chấp hành.
khoảng 3 giờ sáng ngày 31 tháng 7, xe container chạy trên đường Lâm Văn Bền hướng từ đường Trần Xuân Soạn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến giao lộ đường số 37 thì vướng vào một trụ điện nằm ngoài đường Lâm Văn Bền, rồi kéo ngã hàng loạt trụ điện tại khu vực này. Tại hiện trường, 9 trụ điện, trong đó có một trụ đôi bị kéo gãy. Dây điện ngổn ngang trên đường, hàng loạt cây xanh dọc tuyến đường này cũng bị kéo tét nhánh. Tài xế xe container cùng xe sau đó đã được cơ quan chức năng quận 7 đưa về để lấy lời khai. Theo Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, sau sự việc, đơn vị đã tái cấp điện cho người dân tại khu vực này. Hiện chỉ còn tuyến đường 37 bị mất điện. Dự kiến phải mất hết ngày hôm nay mới khắc phục xong. Đến đầu giờ chiều ngày 31 tháng 7, rất đông lực lượng gồm công an, biên phòng, chính quyền địa phương và người dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm bé trai 4 tuổi bị nước cuốn trôi tại mương thoát nước ở huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7, khi trên địa bàn xã Iakrin xảy ra mưa to, nước dọc hai mương thoát nước chảy xiết. Lúc đó, cháu D không may bị nước cuốn trôi theo mương thoát nước. Cơ quan chức năng đã tổ chức tìm kiếm dọc con suối nhỏ trong làng, nơi mương nước chảy qua nhưng không tìm thấy. Nhận định nạn nhân có thể bị cuốn trôi đến suối Iakrin, điểm giao với suối nhỏ nên tiếp tục tổ chức tìm kiếm trên con suối này. Cao điểm có khoảng hơn 100 người cùng tìm kiếm cháu bé bị mất tích suốt một con suối dài gần 20 km. Chương trình tiếp tục với phần tin thế giới đáng chú ý. Đại dịch Covid-19 còn có thể kéo dài và các nhà nghiên cứu đang phát triển thêm loại vaccine xịt qua đường mũi giúp nhiều người không cảm thấy lo lắng khi bị kim đâm vào da thịt. Các loại vaccine Covid-19 được cấp phép lưu hành hiện nay của các hãng dược phẩm đều là loại vaccine tiêm bắp tay. Còn vaccine xịt qua đường mũi đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1. Các nhà khoa học kỳ vọng loại vaccine mới này sẽ tạo phản ứng miễn dịch ngay tại mũi, cửa ngõ xâm nhập của virus corona. Và quan trọng hơn là đáp ứng miễn dịch tại chỗ hiệu quả hơn ở mũi để ngăn chặn virus chui vào sâu hơn trong cơ thể. Trong 7 loại vaccine xịt mũi, có 6 loại là vaccine dùng virus sống giảm độc lực hoặc dùng virus khác đã biến đổi làm vật chủ và một loại là vaccine dùng bản sao protein của virus để kích hoạt phản ứng miễn dịch. Đây không phải là lần đầu vaccine được nghiên cứu dưới dạng xịt qua đường mũi. Tại Anh, mỗi năm đều có vaccine xịt mũi được cấp phép để ngừa bệnh cúm cho trẻ em. Cách đây 10 năm, Ấn Độ đã sử dụng vaccine xịt mũi để ngăn ngừa virus cúm H1N1. Theo hãng tin AP, trong 7 ngày qua, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Myanmar đã vượt qua Malaysia và Indonesia đã trở thành vùng dịch chết chóc nhất Đông Nam Á. Theo Worldometer, Myanmar hiện có hơn 294.000 ca Covid-19 và 8.942 trường hợp tử vong. Trong ngày 30 tháng 7, nước này ghi nhận 5.127 ca Covid-19 và 390 người chết. Tuy nhiên, số liệu ở Myanmar được cho là chưa thể phản ánh đầy đủ toàn cảnh tình hình dịch bệnh ở quốc gia Đông Nam Á. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng nhiều người thiệt mạng ở nhà do không được chữa trị và những hàng dài người xếp hàng trước những khu vực cung cấp oxy. Trong bối cảnh đó, hệ thống y tế ở Myanmar quá tải vì số lượng bệnh nhân tăng nhanh trong những ngày qua. Lượng oxy y tế đang thiếu hụt và phía chính quyền đang hạn chế việc bán mặt hàng này thông qua các kênh tư nhân vì lo ngại tình trạng đầu cơ, đẩy giá. Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward ngày 29 tháng 7 cảnh báo viễn cảnh u ám rằng một nửa trong tổng dân số 54 triệu người Myanmar có thể mắc Covid-19 trong 2 tuần tới. Một chiếc ô tô màu đen rơi xuống hố sụt giữa ngã tư trên một con đường ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc trước sự chứng kiến sợ hãi của nhiều người. Theo báo cáo, sau một cơn mưa to, đường ống thoát nước bị rò rỉ, gây ra vụ sập đường. Cảnh sát, nhân viên cứu hỏa và các bộ phận liên quan khác ngay lập tức đã có mặt tại hiện trường hỗ trợ cứu hộ. May mắn không có ai bị thương. Chương trình là phần cảnh báo về thời tiết. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên khu vực Bắc Bộ đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, nên từ đêm nay và ngày mai 1 tháng 8 ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, có nơi trên 200mm một đợt. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì có mưa rào và dông, có nơi trên 70mm trên 24 giờ. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Khu vực Hà Nội từ chiều tối nay cho đến ngày 2 tháng 8 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
Bản tin 30 giây nóng đến đây xin được tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc tra từ khóa 30 giây nóng trên các công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Daikyo San, dòng sản phẩm cao cấp.